Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha. Mình là Ngọc Lâm. Thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho mình một like và thả cho mình một quả tim nha anh chị. Anh chị nhà đầu tư nào mà đang xem nhớ like và thả tim cho mình nha, để mà tạo nên cái động lực để cho mình làm những video tiếp theo nha anh chị. Về cái phiên giao dịch hôm nay là một cái phiên giao dịch tương đối là quan trọng anh chị. Thì chiều hôm nay thì có cái cập nhật thị trường cho quý anh chị nhà đầu tư lúc 2 giờ đó. Thì thị trường mà nó không nằm lên 1056 thì nhiều anh chị nhà đầu tư không hiểu, thì mình giải thích cho anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn này nó rất quan trọng về cái mặt ngắn hạn, anh chị hiểu không? Thì hôm qua thì mình có nhận định là khả năng thị trường hôm nay nó sẽ có biến động lớn, thì nó tăng anh chị thấy là 20 mấy, gần 30 điểm chứ đâu ít đâu, thì đó là một cái biến động tương đối lớn rồi. Nhưng khi nó kết cái phiên giao dịch hôm nay thì mình đánh giá là nó không được đẹp anh chị, nó không được đẹp, thành ra mình phải báo anh chị nhà đầu tư ngay. Còn cái giải quyết hay không là cái mà sự anh chị nhảy bén lên thị trường. Còn mỗi người sẽ có một cách giải quyết riêng, tại vì mình phải cập nhật sớm nhất cái tín hiệu xấu tới cho anh chị nhà đầu tư. Mình là một cái người phải có trách nhiệm là mình gửi tới cho anh chị nhà đầu tư đó là cái tín hiệu xấu. Thì đầu tiên ở đây thì mình sẽ phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Tại sao hôm nay nó xấu anh chị? Hôm nay nó xấu thì chỗ này nè anh chị. Cái chỗ này anh chị thấy là nó lại cái hiện tượng của nó là vai nè anh chị, đầu nè, có thể là vai. Bây giờ nó không trụ được ở trên 1056 chỗ này nè thì nó lại xuống tục dưới đây. Mình sợ là nó đi xuống dưới đây anh chị, mình sợ là nó tụt xuống dưới này luôn, 986. Cái điều mình sợ nhất là nó nằm đây nè. Anh chị thấy không? Là nó rơi vào cái mô hình vai đầu vai ngược. Mình giải thích cho anh chị nhà đầu tư dễ hiểu nha. Có thể khi mình chat lên anh chị nhà đầu tư sẽ bị loạn chưởng, tại vì nhiều anh chị nhà đầu tư không biết phân tích kỹ thuật, anh chị sẽ hơi bị loạn tí. Nhưng mà mình ra cái video ngay lập tức để mình giải thích cho anh chị nhà đầu tư vấn đề này. Mình sợ là sợ như thế này nó rơi vào vai đầu vai, mai nó tụt xuống nữa, mai lình xình mai mốt gì đó. Cái bắt đầu nó tụt xuống dưới này nữa. Cái bắt đầu rơi vào vai đầu vai ngược, cái nó xuống dưới phía dưới này. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà anh chị thấy rõ ràng nhất nè, vai đầu vai nè, anh chị thấy không? Ngày mai mà bắt đầu nó xuống dưới đây nó phá luôn cái khu vực đâu đó là 1046 nữa là bắt đầu nó lại đi xuống, nó tẹt xuống dưới đây là thị trường của mình nó yếu, nó không lên được nữa anh chị, nó cứ tèn nó xuống phía dưới này, thành ra là nó chưa có cái động lực tăng ở trong giai đoạn này. Thì mình phải báo cho anh chị cái vấn đề này ngay. Còn nếu như thị trường nó quay ngược lại, nó đi lên á thì ok, nó vượt qua hết khỏi cái khu vực này, như 1067 này nó vượt qua được thì ok nè, đúng không? Hồi sáng nay nó vượt lên nó nằm này ok nè, bắt đầu nó đi xuống lại anh chị, nó không có động lực nữa, bắt đầu xuống lại thì bây giờ mình sợ nó sẽ tụt về khu vực phía dưới này luôn anh chị, nó tụt về khu vực phía dưới này nè, nó lấy là cái điểm cân bằng phía dưới này. Cái đó là cái điều mình sợ trong cái giai đoạn này nha anh chị. Thì anh chị nhà đầu tư cũng phải cẩn thận chú ý cái vấn đề này. Mình sợ là nó đi như thế này thôi, tại vì gần cuối năm nó rất khó để mà anh chị có thể phân tích đúng được, tại vì mình không hiểu được, mình không biết được là những người đầu tư lớn hoặc là những cái anh chị nhà đầu tư có muốn bán ra để mình nghỉ Tết hay không, tại vì rất cận Tết rồi chứ không phải là gần Tết. Anh chị thấy đơn giản vậy thôi chứ hôm nay ngày mai nữa là hết tuần rồi, qua tuần sau là bắt đầu là còn vài tuần nữa cái đến Noel rồi, 1-2 tuần nữa đến Noel rồi, tới Tết bây giờ thì anh chị thấy là bắt đầu nó tẹt xuống dưới đây thì nó phí đi cái khu vực phía dưới này, nó đang tăng 20 mấy điểm mà nó cuối cùng nó xuống lại còn 5-6 điểm, nó hơi nguy hiểm. Mình thông báo cho anh chị cái vấn đề này thì anh chị cũng phải đặt cái báo động SOS ở chỗ giai đoạn này. Ví dụ chỗ này nó cũng là vai đầu vai nha anh chị, 1 này 2 này 3 này, nó cũng vai là vai đầu vai luôn. Tất cả mọi cái biến cố trong giai đoạn này, tất cả mọi cái loại hình ngắn hạn trong giai đoạn này nó đều đưa tới, dẫn tới cái này là vai đầu vai, nó đều đưa tới cái mô hình vai đầu vai. Và nếu như ngày mai nó tụt, nó mất luôn cái chỗ này, bắt đầu nó sẽ xuống phía dưới này 986, đây là con số, thì anh chị cũng phải bám sát theo dõi cái vấn đề này. Nếu như mà tay to người ta xác định người ta bán nghỉ Tết, người ta chốt náp cuối năm gì đó thì anh chị cũng phải cẩn thận. Và khi mình bán ra một phần ở dưới đây mình xuống đây mình mua lại được thì nó sẽ an tâm hơn. Đó là mình cảnh báo anh chị nhà đầu tư trước nha. Còn lại thì anh chị nhà đầu tư phải chú ý. Thì ở đây mình giới thiệu cho anh chị một cái mã cổ phiếu mà cái mã này giai đoạn đầu tiên thì nó cũng đã khá là thành công rồi. Thì mình theo dõi nó mấy hôm nay rồi thì mình có thấy là nó đang có cái tín hiệu chuẩn bị, có thể là chuẩn bị tham gia được. Thì mình sẽ đánh giá cái mã cổ phiếu này có thể nó sẽ tiếp cận khu vực tuần giá 23.5 gì đó. Thì ở đây anh chị nhìn thấy nè, anh chị phải đón lỏng mã này nha anh chị. Ví dụ Gil nè, Gil mấy hôm nay thì mình không có đưa vô danh mục, nhưng mà bây giờ mình đưa vô danh mục nè. Gil anh chị thấy là cái chỗ này nè anh chị, cái chỗ này nè, bắt đầu thủng cái chỗ cái hỗ trợ rồi không? Nó sẽ cắm về dưới đây. Thì 22.6 là cái khu vực mà tương đối đẹp để mình có thể chú ý vào cái nhịp thứ hai đối với mã này. Thì hồi nãy mình có nhắn lên cái đông khách hàng cho quý anh chị nhà đầu tư đó, thì trong cái phiên giao dịch ngày mai anh chị phải đề cao cái cảnh báo, anh chị phải đặt cái báo thức cho mình là nếu như thị trường nó đi theo cái xu hướng mà nó về 986 thì mình phải làm cái gì cho nó quan trọng nhất nha anh chị. Tại vì mỗi người sẽ có một cách giải quyết riêng, mình chỉ có phát hiện ra cái xu hướng xấu để mình cảnh báo cho quý anh chị nhà đầu tư thôi, còn mọi cái quyết định là sẽ của anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Mình đó là mình làm hết sức rồi. Một số anh chị nhà đầu tư nói là
Không ấy thì mình sẽ chia sẻ, mình làm cái video để giải thích cho anh chị nhà đầu tư hiểu hơn. Nhưng mà anh chị phải cần có cho mình cái thời gian để mình giải thích gì. Trong cái giai đoạn này mình nói là cực kỳ căng thẳng, không phải là câu chuyện đơn giản cái gì. Tại vì nó quá cận Tết, nếu như mình gặp cái sai lầm gì đó thì mình sẽ mất hết lợi nhuận trước Tết này. Anh chị không? Thành ra nó rất căng thẳng đối với mình chứ không phải là câu chuyện đơn giản đâu anh chị. Anh chị đánh thì mình không biết là như thế nào, nhưng mà cái giai đoạn này là một cái giai đoạn rất là nhạy cảm và nó căng thẳng cho nhà đầu tư. Ở đây là cái vùng giá mà mình xuống tới 22.6 thì mình sẽ bắt đầu gia tăng trở lại đối với GIL. Nếu như anh chị muốn mua thì có thể là canh mua cùng với mình sẽ thông báo cho quý anh chị nhà đầu tư nha, ở cái vùng giá này. Còn lại thì anh chị nhà đầu tư chú ý cho mình cái vấn đề của thị trường nha anh chị. Khả năng nếu như ngày mai mà nó mất cái mốc phía dưới nữa, là bắt đầu nó xuống phía dưới lại thì anh chị cũng phải cẩn thận. Cẩn thận đây nè, cái VN30 nó cũng tương tự nè, VN30 nè, vai nè, đầu nè, vai nè, nó cũng xuống, nó mất cái khu vực đâu đó là 1065 nè anh chị, nó xuống tụt xuống dưới này, bắt đầu khả năng nó sẽ về lại 1023, sâu hơn có thể là 990 gì đó thì nó tụt xuống phía dưới này lại thì mất công, đúng không? Từ trên đây nó xuống dưới đây thì mình xuống dưới mình mua thì nhiều cổ phiếu rẻ hơn. Chỗ này thì anh chị thấy rõ hơn nè, vai đầu vai này, bây giờ nó xuống mai mà xuống nó tụt xuống dưới đây cái nữa là mất công lắm anh chị. Mình không phản ứng trước được cái vấn đề như thế này, mình không phản ứng trước được á là mình bị lỡ nhịp, mình bị lỡ nhịp. Ví dụ như bây giờ ở đây mình cứ cố 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 xuống dưới đây luôn sao, coi như là mất đâu đó là tầm mười mấy phần trăm phí phí phạm, đúng không? Phí phạm xuống dưới này là không có tiền mua, thành ra là mình phải phản ứng lên thế này để mình nói chung là mình giống như cái đồng hồ báo thức ấy. Mình cảnh báo cho anh chị nhà đầu tư, còn mọi cái quyết định hay không là anh chị nhà đầu tư phải bám sát theo theo nha anh chị, là theo dõi. Tại vì nó có cái gì đó xấu là mình báo cho anh chị nhà đầu tư ngay, đó là cái nhiệm vụ chính của mình là như vậy. Còn quyết định hay không là của anh chị nhà đầu tư. Vấn đề trong giai đoạn này tùy theo những mã phiếu, cái mã nào có lãi rồi đó, thuộc thuộc bớt rút lui bớt nha anh chị. Ok, đó những cái vấn đề muốn cập nhật anh chị nhà đầu tư thôi. Anh chị nhớ like và chia sẻ cho mình cả nha anh chị. Sorry anh chị nhà đầu tư nha, mình cứ nói nhanh cái là mình bị mắc cục anh chị. Ok thì anh chị nào yêu quý hoặc là có lợi nhuận trong giai đoạn này hoặc chốt được lợi nhuận thì nhớ mời mình một ly cà phê nha anh chị, theo cái số tài khoản phía trên màn hình nha. Anh chị đã mở tài khoản giao dịch tham gia vào những cái đông khách hàng thì nhớ liên hệ trực tiếp với mình để mình có thể hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Một trong những cái giai đoạn rất là nhạy cảm, anh chị cố gắng bám theo nha. Anh chị mở tài khoản tham gia vào những cái đông khách hàng, liên hệ với mình để mình hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhà đầu tư. Chúc anh chị luôn luôn thành công và gặt hái thật nhiều may mắn. Cố gắng nắm bắt cơ hội để mà Tết hôm nay anh chị nhà đầu tư có một cái Tết tuyệt vời nha anh chị. Mình sẽ là người bạn cũng như người em đồng hành và chia sẻ cũng như là cảnh báo anh chị những cái điểm giá và những cái tín hiệu gì đó mình sẽ cập nhật sớm nhất tới cho anh chị nhà đầu tư nha. Chúc anh chị có một buổi tối ngon miệng. Anh chị nào yêu quý mời cà phê có thể gửi theo số tài khoản trên màn hình. Cảm ơn anh chị rất nhiều.